Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa anh em quay trở lại với Vương quốc 1296, một vương quốc mà chắc có lẽ nó gây cho mình rất là nhiều ấn tượng ở trong cái vương quốc này. Đây. Welcome 1296. Đấy, nhìn là anh em đã thấy ấn tượng rồi và mình tin chắc rằng nếu như mà anh em đã từng xem những video mình review một vài cái tài khoản ở trong Kingdom này thì chắc là anh em cũng có cái ấn tượng sâu sắc với cái vương quốc vì để cái tên cực kỳ thuyết phục và cực kỳ gắt đúng không anh em? Rồi nhưng mà cái tên này thì chắc hẳn là những anh em mà tầm 2K thì sẽ không biết về những cái tên để lại cái ấn tượng cho những anh em 8X, 9X để như vậy đúng không? Rồi còn video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review cho anh em một con ạc. Nói chung là nó cũng cực kỳ gắt đấy anh em ạ. À. Bởi vì ở đây anh em thấy được là cái mức Q-bon nó lên tới 13 tỷ nha anh em. Đấm KVK mà cứ gặp mấy ông ở trên 10 tỷ Q-bon là auto rén rồi anh em ạ. À. Thứ nhất là người ta có đầu tư vào game, thứ hai là người ta đánh on field cực kỳ gắt nha anh em. Cái kiểu mà tầm Q-bon như này không thể mà dọa ma được anh em ạ, không thể hù được. Vì Q-bon này thì đấm gắt lắm. Rồi để cho chi tiết hơn về Vương quốc 1296, mình sẽ mở thêm thông tin để cho anh em xem ở trong này. Sức mạnh liên minh là 8 tỷ năm. Thì đánh KVK thì thường họ sẽ đánh, mình nghĩ là sẽ đánh C, C, B, B, C, D nhé anh em. Nó sẽ nằm trong 3 cục như thế. Kỹ năng liên minh 275 tỷ. Mức Q-bon này rất là cao nhé anh em. Nói chung là đánh nhau mà mấy cái dom D mà gặp mấy cái dom này là chỉ có dễ đánh đặt thôi anh em ạ. À. Ở đây anh em thấy cái mức bow trên 100 triệu là rất là nhiều nha anh em. Bow cao rất là tốt ở cái meta đánh KVK hiện tại, bởi vì Renly thì rất khó là gãy, thế nên là bắt buộc phải spam cờ nữa. Thế nên bow to nó sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn nha anh em. Tất nhiên là lợi thế đối với những chiến binh thôi, chứ còn mà mấy ông nào mà không đánh nhau bao thấp kiểu bao to kêu thấp thì chịu anh em ạ, à, thua. Rồi ở đây anh em thấy được cái dàn mem ở đây cũng cực kỳ dữ nha anh em, dàn kêu cũng cực kỳ gắt luôn. Kinh Dom C mà thấy kinh khủng chưa, kêu rất là khủng nha anh em. Rồi như vậy là mình đã bấm một cách sơ lược cho anh em xem về cái vương quốc 1296 rồi, vương quốc mà chắc có lẽ là xem cái tên thôi là đã thấy nó bất ổn cực kỳ rồi. À, còn về con ạc này thì đang giữ mức sức mạnh là 96 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 13 tỷ. Thì như mình đã nói lúc nãy rồi, đánh KVK mà cứ gặp mấy ông mà trên 10 tỷ Q-bon thì chắc chắn là đánh rất là rát, rất là khó chịu nha anh em. Đánh rất là đau luôn. Bởi vì mình tin chắc rằng là những anh em mà trên 10 tỷ Q-bon thì tướng tả và gear của họ đầu hết là gần như là thuần theo meta hết rồi. Và ít nhất là phải 5 đạo full cam nha anh em. Ở đây anh em thấy cái mức kill cũng khá là đẹp nè, kill T4 với kill T5 nó đồng đều nhau, 400, hơn 400 triệu kill. Đang sử dụng nền văn minh Pháp, rất là chuẩn luôn. Đánh cỡ đấy mà vẫn phải sử dụng nền văn minh Pháp nha anh em. Đánh nhau càng nhiều thì càng phải sử dụng nền văn minh Pháp. Và đây là thông tin chi tiết, thu thập tài nguyên 8 tỷ và hỗ trợ tài nguyên nó lên tới 40 tỷ nha anh em. Chết 29 triệu, mức sức mạnh tối đa chỉ có 101 triệu sức mạnh thôi. Rồi với 96 triệu sức mạnh thì ở đây anh em sẽ có 4 triệu 6 lính nha anh em. Tầm này thì mình nghĩ là chỉ đủ đánh phiêu thôi, với lại đét khoảng tầm 1M lính là hết thôi. Đét nhiều quá anh em đánh phiêu nó khó chịu lắm, bởi vì nó thiếu lính đấy anh em ạ. À. Tầm này thì đánh KVK nó cũng phải tầm 5 đạo trở lên. Rồi, à, không biết là có đua thiên đỉnh hay không, nhưng mà mình nghĩ là chắc là sẽ không có đua đâu. Rồi, để xem nào, hình như là không có thật anh em ạ. À. Đúng rồi, không có một cái nhà thiên đỉnh nào hết. Và ở đây anh em thấy được là chủ à, chỉ đang sử dụng mỗi một cái nhà KVK mô. Rất là đơn giản đúng không anh em? Đổi trong shop KVK rồi. Và như mình thường nói với anh em ấy, kể cả anh em có đua thiên đỉnh đi chăng nữa thì cái việc mà số đông người chơi cái tựa game này quan tâm, người ta chỉ quan tâm đến cái Q-bon của anh em thôi. Bởi vì khi bấm vào một cái tài khoản để xem ở phía bên ngoài, anh em không thấy được tướng tá và gear và VIP của người ta. Anh em không biết được người ta có bao nhiêu cái skin nhà. Người ta chỉ quan tâm đến cái điểm tiêu diệt của anh em. Đó, cái chỉ số này là quan trọng nhất ở trong cái tựa game này. Thế nên là nếu mà không nạp quá nhiều, không là cây Renly đẹp thì mình nghĩ là không cần phải đua nhà thiên đỉnh làm gì hết. Để tăng tốc đó cải thiện cái Q-bon cũng là cái tiêu chí tốt nhất ở trong cái tựa game này luôn. Rồi, về red thì anh em có thể thấy được xương xương 6B7 vàng là đã thấy nó kinh dị lắm rồi đúng không anh em. Red cực kỳ nhiều, đánh CD mà red từng đấy là gắt thật sự. Tăng tốc, tăng tốc thì có vẻ là mùa nào đấm khô máu mùa đấy, thế nên là tăng tốc nó sẽ không nhiều. Cái kiểu thuộc dạng đúng chiến thần đấy anh em ạ. À. Vào game mà có thấy ông nào mà càng tăng tốc kiểu này thì hết 99% là đấm nhau cực kỳ gắt. Mùa nào xài mùa đấy, mùa sau tính tiếp, đấy kiểu vậy ấy. Rồi, đây là cái phần quan trọng mà tại vì sao mình nói với anh em là đánh nhau với những ông mà trên 10 BQ nó thực sự là không thể dọa ma người ta được nhá anh em. Bởi vì gear và tướng người ta rất là mạnh. Ở đây sẽ có 2 món, 5 món chinh phạt nhá anh em.
Và 5 món này đều không nổ tài năng đặc biệt. Tiếp đến thì mình sẽ xem tổng có bao nhiêu món trang bị cam. Ở đây là 6 nè, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42. Ôi dồi ôi, 42, 46, 50. 50 món trang bị cam. Kinh thật. Quả này 50 món trang bị cam thì có khác gì mini boss đâu anh em ạ. Boss bự luôn ấy chứ nhỉ. Mình thấy mấy boss bự cũng tầm khoảng 50 món cam, 50 món trang bị cam. Ở đây mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 món như vậy là 5 đạo full cam, full phụ kiện. Mình sẽ xem có bao nhiêu món nổ tài năng đặc biệt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 món trang bị cam nổ tài năng đặc biệt. Dạng gear rất là mạnh nha anh em, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, vũ trang này anh em mình sẽ xem trong phần kết hợp tướng luôn. Ở đây thì sẽ có bao nhiêu tượng cam. 206 tượng cam. VIP 18 hồi nãy quên bấm cái mốc VIP cho anh em xem. VIP 18 với số ngày đăng nhập liên tục là 1500 ngày. Nạp gắt đấy anh em ạ. Nạp gắt mới VIP mới nhanh như thế. Gear 50 món gear cam là nó cực kỳ khủng khiếp anh em ạ. Rồi, anh em mình sẽ xem về tướng nha. Một đạo đầu tiên đó là nét cây full cam và ở đây mình thấy là gần như là full tài năng đặc biệt. Boot set thì nó sẽ gồm như thế này. Vũ trang. Mình thấy hiện tại là có 5 cái minh văn nhé anh em. Tài năng để mở cho anh em tham khảo luôn. Một đạo thứ hai là lưu triệt, cũng full một set cam. Ôi ôi. Đây là lý do vì sao mình bảo là lưu triệt xài cái phụ kiện này đúng bài luôn anh em ạ. 8% sát thương phản công, 5% sát thương thường. Ui ôi, con lưu triệt này cháy quá. Vũ trang mình thấy cũng đẹp nè, hai mấy phần trăm là cũng được rồi. Ồ, được cái minh văn nhìn khét thế. Vị diệt đội quân tăng cường 3.5 sát thương thường mỗi gây ra. Được cái minh văn ngon thế nhỉ. Tài năng, cái tài năng thì nó cũng giống Alistair anh em ạ. Con lưu triệt này đi với nếu mà con lưu triệt này mà đi với ví dụ như là đi với Alex nè, đi với CM thì anh em có thể cộng mắt cái này luôn nha. Tăng sát thương tấn công bình thường, giảm sát thương kỹ năng. Con này nó không có sát thương kỹ năng và Alex với CM thì hầu như là không có sát thương kỹ năng rồi. Anh em cộng cái điểm này đánh rất là khỏe nha anh em. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Bỏ bớt một số điểm đây thì cũng được nè. Rồi, tiếp đến thì một đạo thứ ba là hoắc khứ bệnh, cũng phun một set cam. Đây là lý do mình bảo vì sao mà những cái hạt như kêu bon to như thế này gear nó rất là khỏe anh em ạ. Hoặc cứ bệnh. Thấy chưa anh em? Như mình đã nói trong rất là nhiều video rồi, không phải ai người ta cũng đánh full đỏ đâu. Nó tùy thuộc vào cái mục đích chơi của anh em nữa. Đó. Ông này lên cây tài năng giống y chang mình này, thấy chưa anh em? Đâu phải là ai người ta cũng lên full đỏ đâu, nó tùy thuộc vào cách chơi. Thế nên không có cây tài năng nào đúng mà cũng không có cây tài năng nào sai hết. Nó anh em thích hợp với cây tài năng với cách đánh của anh em như thế nào thì anh em lên như thế thôi. Một đạo thứ tư là quang vũ nhé anh em. Quang vũ vũ trang nè, tài năng nè, vũ với lại full bộ cho nó khỏe. Đạo thứ năm mình thấy ở đây là Boudica. Ồ, Boudica nhưng mà lại xài một cái cờ, xài một cái cờ như vậy là đánh con ngạc này đánh tới 6 đạo anh em ạ. Herman nữa nè. Wow, ai sẽ cùng cái cờ vũ trang này. Trang bầu càn mở cho anh em xem chưa nhỉ. Được cái máu cung 10% nè. Tài năng nè. Herman nè. Tài năng nè. Như vậy là chủ hạt đánh tới 6 đạo lần anh em ạ. Mình thấy con hàng vũ cũng có gear cũng lỡ cỡ ở trong đấy nữa. Wow, tượng tá kinh thật. Tượng tá quá nhiều. Hai cái cây farm. Tính ra là đánh 7 đạo được luôn đấy anh em ạ. 7 đạo được luôn. Để còn mà thiếu mỗi cái kiếm với cái quần thì bỏ đồ tím vào nữa là đánh được tới 7 đạo là anh em ạ. Ôi, tướng mắt
phun tướng meta, phun meta đúng không? Herman là meta hiện tại nè, lưu triệt nè, phun meta luôn, tiếp thật. Rồi phần cuối mình sẽ xem một số con tướng mà hay dùng để kéo man, bất cứ bận anh em cũng người ta cũng hay dùng để kéo man, đét kỳ cũng vậy nè, 884 thấy chưa anh em, Hera nè, 500 cũng tương đối. Geno thì ít nè. Trời ơi con này mát tướng quá trời tướng luôn. Hình như ra con nào là mát con đấy hay sao ấy. Tướng ta này là mát gần hết rồi anh em à. Tàn tướng meta khỏe thôi. Ghê nhỉ. 3 tỷ. 3 tỷ thì cũng bình thường thôi anh em à. Không phải gọi là kéo quá nhiều. Na nè. Anibar nè. Gogo 5541. Chắc ăn thống đốc nó là mát luôn ấy. 330 tượng thống đốc. Ui con này kinh thật. Ok anh em mình sẽ xem thử mát được bao nhiêu con tướng cam nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32. 32 con tướng cam mát. Quá kinh khủng. Rồi mình sẽ xem thử xem là có bao đánh ôn phiêu bằng những đạo như thế nào nha. Một đạo đầu tiên là Net Yuan, đạo thứ hai là Lưu Triệt Alex, đạo thứ ba là Gia Cát Lượng với là Herman hoặc là Herman Gia Cát Lượng, đạo thứ tư là Hoắc Khứ Bệnh William, đạo thứ năm là Boudica với lại Di, là năm đạo đánh ôn phiêu. Năm đạo này thì anh em thấy được là toàn những cặp tướng mạnh ở meta hiện tại. Mình thấy từ đã anh em ạ. Có SC mà đúng không nhỉ? Và đạo thứ 6 nó là Quang Vũ với lại SC nhá anh em. Sorry mình nhầm. Vũ Quang Vũ với SC. Đâu nhỉ? Quang Vũ đâu nhỉ? Đây, Vũ nó có ghi rồi nè. Đó. Đạo thứ 6 là Quang Vũ với SC. Rồi. Như vậy là đánh tới 6 đạo anh em nhé. Còn nếu mà đạo thứ 7 thì có thêm con Hạng Vũ nữa nha anh em, Hạng Vũ. Hạng Vũ thì sẽ ghép với chất tin. Nếu như mà chủ ạc lên kịp kia thì đánh 7 đạo nó sẽ có thêm Hạng Vũ nữa nè. Ui ôi. Hạng Vũ với lại chất tin. Hạng Vũ Hera, Hạng Vũ chất tin. Chỉ nhiều kiểu đánh lắm anh em ạ, mấy con ngạc này nó mát hết tướng rồi. Đó, nó là như thế, 7 đạo. Nếu mà đánh 7 đạo thì có thêm Hạng Vũ chất tin nữa. Rồi, chia sẻ một chút về cách ghép tướng theo quan điểm cá nhân của mình. Mình sẽ không thay đổi gì nhiều ở những cái ghép tướng đã có sẵn như thế này. Mình sẽ đổi thứ nhất là mình sẽ đánh Quang Vũ với lại Sago. Mình không đánh Vũ SC nhé anh em. Mình sẽ đánh, nếu như mình là mình ghép nối thì mình sẽ đánh Vũ Sago. Toàn tướng meta, toàn tướng mạnh. Đây, mình sẽ đánh một đạo bộ đầu tiên là Vũ Sago. Và một đạo bộ thứ hai thì nó sẽ là SC nhé anh em. SC với lại Lưu Trì. Coi như là anh em sẽ xài được hầu hết là nó thuần về đội hình tam giác hết. Nó rất là tiện luôn bởi vì đang chủ ác đang sử dụng nhà KBK1 nữa. Và cặp SC với lại Lưu Triệt cũng đang là cặp rất là mạnh. Mạnh hơn Lưu Triệt với Alex rất là nhiều nhá anh em. Đó, mình chỉ thay đổi một chút nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn không nói chung là tùy mỗi cách đánh mỗi chủ ác. Người ta đánh khác, mình đánh khác, cái cách đánh của người ta nó khác nhau. Rồi phần cuối thì anh em mình sẽ xem một chút về một số cái gói nạp nha. Hạt này mình mạnh dạn đoán là nạp nhiều lắm anh em ạ. Viết 18 tướng ta nó mát từng đấy. Ghê quá trời ghê luôn. Rồi xem một chút về ký ức mùa giải của chủ ạ. Đánh đấm như thế nào đây. Ôi. Vừa rồi chơi toàn là HA à. Anh em chơi HA kiểu này thôi. Mấy cái đom kia làm sao mà chơi nổi. 4 tháng 2 năm 2024 đây. Cái mùa gần nhất đây anh em ạ. Kingdom mà như thế này thì thôi phải đánh Olin anh em à. Đánh HA rồi chết rồi. Đã tiêu diệt. Ôi ôi đã đánh một mùa KVK với 96 triệu. Chữa lành 75 triệu. Đánh lằn xả phết đấy. Chứ ạc này mà đánh mà tính lời lỗ thì không như vậy đâu. Phải lời gấp đôi. Tưởng tệ ghi VIP nó mạnh quá mà anh em. Đây nói chung là đánh lằn xả ấy. Không phải cứ đánh lời kêu nhiều là ngon nhá anh em. Nó phụ thuộc vào cách chơi, cách đánh mỗi người nữa. Thuộc về cái kiểu đánh cống hiến cho Kingdom nữa, nó khác nhau rất là nhiều. Không phải cứ đánh lời kêu thì là đánh hay đâu.
Hành Trình Vinh Quang. Rồi, mùa cuối cùng nó có hiện trên bảng thành tựu. Mùa đánh khiếp thật. Mùa 96 triệu, mùa 86 triệu kiều. À, mùa này thì đánh lời nhiều hơn nè. À, đánh kia thì đánh phiêu kinh thật đấy. Rồi, ok, như vậy là trong video ngày hôm nay cũng review cho anh em xem về một cái tài khoản. Nhìn chung thì mình không có cái gì chia sẻ thêm bởi vì nó quá là xịn rồi anh em ạ. Cực kỳ xịn sò rồi. Anh em có cái cách ghép nối tướng nào theo cái quan điểm của anh em, theo cái cách chơi của anh em đánh tốt hơn thì anh em cứ để lại một bình luận nha. Thế còn về mình thì con ạc này thì nó chả còn cái gì để bàn nữa. Đánh nhau mà gặp cái ạc này thì đúng là 5-6 đạo nó sâu bam cùng một lúc thì chỉ có bốc hơi thôi anh em ạ. Quá mạnh rồi. Trừ những ạc mà anh em cũng tướng tá với gear, chứ còn mà tầm khoảng 4-5 tỷ mà đánh với mấy con ạc mười mấy tỷ này đánh cực kỳ rác và cực kỳ đau anh em ạ. Nhân tiện trong video cũng lâu lâu mới quay lại được Vương Quốc cũng cực kỳ bất ổn vì có cái tên nó để lại cho mình ấn tượng rất là sâu sắc anh em ạ. Kingdom 1296, ok. Cũng mở cho anh em xem một chút về Vương Quốc như thế này. Một Kingdom đánh xích xê mà mình nghĩ là rất là khỏe nha anh em. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Cảm ơn anh em 1296 đã hỗ trợ mình làm video này. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, xin chào anh em.